Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, Ưng Ứng Tiếu đứng trước sự công kích mạnh mẽ của Vương Diêm dần rơi xuống thế hạ phong. Lúc này vì để ngăn cản hắn, nàng đành phải sử dụng thêm hoàng kinh. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Xoẹt, sau động tác của Ứng Tiếu Tiếu, thanh quang kiếm khổng lồ trúc mũi kiếm xuống rồi lao thẳng về phía Vương Diêm. Kiếm quang lao xuống, không gian dường như cũng bị rạch thành một rãnh sâu hoắm. Mặt đất phía dưới lúc này cũng bắt đầu sụp đổ. Cự kiếm còn chưa xuống mà kiếm phong đã chặt đài thi đấu thành hai phần. Áp lực đáng sợ khiến y phục dính chặt lấy người Vương Diêm, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu lên, trong mắt là hình ảnh của cự kiếm đang ngày một lớn hơn, thiên hoàng kinh sao. Gương mặt lạnh lùng của hắn dường như khẽ động, rồi một giọng nói trầm thấp vọng ra từ miệng hắn, lẽ nào muội quên ta cũng là đệ tử thiên điện à, Quỳnh, ngay khi lời nói vừa dứt. Bỗng nhiên nguyên lực cuồng bạo bùng nổ từ người hắn. Nguyên lực thiên địa ở xung quanh cũng sục sôi, cuối cùng tại nơi không gian biến dạng cũng xuất hiện một thanh quang kiếm khổng lồ không hề thua kém của Ứng Tiếu Tiếu. Chỉ có điều, quang kiếm của Ứng Tiếu Tiếu có màu xanh sẫm, còn của Vương Diêm lại màu đen, nhìn rất lạnh lẽo, cũng là thiên hoàng kinh. Vô số ánh mắt nhìn thanh cự kiếm phía sau Vương Diêm, rồi cả đỉnh núi vang lên những tiếng kêu đầy kinh ngạc. Lâm Động nheo mắt nhìn, Vương Diêm cũng là đệ tử thiên điện, hắn có thiên hoàng kinh cũng không phải chuyện khó hiểu, đại thiên ma vân kiếm. Nhưng ánh mắt kinh ngạc kia không hề khiến Vương Diêm dao động, hắn vung tay lên, thanh cự kiếm bay ra, rồi hắn xuất hiện trên thanh kiếm, kiếm người hợp nhất, nhanh như chớp nhằm thẳng quang kiếm của Ứng Tiếu Tiếu lao tới, hai đạo ánh sáng chói lòa như hai viên thiên thạch bay ngang bầu trời rồi đâm sầm vào nhau. Quỳnh, vào khoảnh khắc ấy, dường như cả thiên địa đều rung chuyển, kiếm quang sắc bén tràn ra xung quanh, mười mấy cái đài đấu xung quanh đều bị làn sóng sức mạnh ấy làm cho nổ tan thành bụi, một số đệ tử ở xung quanh cũng vội vàng tránh đi. Trên bầu trời, hai chùm sáng xanh và đen đang điên cuồng xâm thực lẫn nhau, cảnh tượng che lấp cả mặt trời này khiến người ta có cảm giác ngày tận thế đang tới. Xoạt, quang kiếm mạnh mẽ lướt qua tài Ứng Tiếu Tiếu để lại một tia sáng xanh. Rồi mắt nàng nhìn chăm chăm vào Vương Diêm gần ngay trước mắt mình, nghiến răng một cái, thanh quang bà thước xuất hiện, đem theo khí tức sắc bén đâm thẳng tới cổ họng Vương Diêm. Vương Diêm nhìn công kích mạnh mẽ của Ứng Tiếu Tiếu nhưng không hề tránh né mà ngược lại tung trường. Muốn dùng bàn tay không đó chặn đường kiếm quang có thể chém đôi cường giả bát nguyên niết bàn. Thấy vậy ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu cũng thay đổi, nàng nhìn gương mặt đầy sẹo của Vương Diêm, khẽ cắn môi. Phập, khi quang kiếm xuyên qua bàn tay Vương Diêm, trên gương mặt Ứng Tiếu Tiếu hiện lên nụ cười chua xót, rồi kiếm thế bỗng chậm lại. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc kiếm thế của nàng chậm lại, Vương Diêm đã tóm lấy thanh kiếm, lưỡi kiếm sắc bén khiến bàn tay hắn chảy đầy máu nhưng hắn không hề quan tâm, chỉ nhìn Ứng Tiếu Tiếu rồi lắc đầu, ta đã nói rồi. Ta sẽ không nương tay. Hiện giờ ta không phải Vương Diêm sư huynh mà muội biết trước đây nữa đâu. Tiếu Tiếu, đừng trách ta. Ánh mắt Vương Diêm bỗng tối sầm lại, bàn tay còn lại nhanh như chớp đem theo sức mạnh cuồng bạo đánh lên vai Ứng Tiếu Tiếu. Ầm, sức mạnh bùng nổ như núi lửa, thân hình Ứng Tiếu Tiếu run lên, hự lên một tiếng rồi cả người rơi đâm sầm xuống mặt đất. Âm thanh va chạm khiến Ứng Hoan Hoan té mặt. Xoẹt. Ứng Tiếu Tiếu vừa rơi xuống, một thân ảnh lập tức theo sát phía sau, không đợi nàng kịp phản ứng. Một thanh trọng kiếm màu đen bao bọc bởi hàn khí đã kề lên cổ nàng. Muội thua rồi. Vương Diêm cúi nhìn Ứng Tiếu Tiếu, gương mặt lúc này đã tái nhợt, lạnh lùng nói. Cả không gian lặng như tờ. Ứng Hoan Hoan thấy vậy, cơ thể loạng choạng, sắc mặt trắng bệch. Điều nàng không muốn thấy nhất đã xảy ra rồi. Có thể tuyên bố kết quả chưa? Vương Diêm ngẩng lên nhìn vị chấp sự nói. Vị chấp sự nghe vậy, khựng người rồi nhìn lên Ứng Huyền Tử. Vẻ mặt Ứng Huyền Tử vẫn bình tĩnh không hề dao động, nhưng mấy người Trần Chân ở bên cạnh thì có thể. Nhìn thấy chỗ lưng ghế Ứng Huyền Tử đặt tay đã có những vết nứt nhỏ, cuối cùng Ứng Huyền Tử khẽ gật đầu, trận tỷ thí này, Vương Diêm thắng. Vị chấp sự thầm thở dài, rồi nói lớn, giọng nói vang lên nhưng cả đỉnh núi vẫn lặng yên, Vương Diêm cũng không bận tâm, thu lại thanh kiếm rồi quay người đi, đồng thời nói, ta sẽ đến khi cuộc so tài tông phái bắt đầu. Ứng Tiếu Tiếu nhìn bóng lưng Vương Diêm rời đi, lúc này, vị đại sư tỷ thiên điện chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối trước bất cứ ai. Hai mắt đã đỏ ửng lên, tỷ tỷ. Ứng Hoan Hoan vội vàng tới bên cạnh Ứng Tiếu Tiếu, thấy đôi mắt đỏ hoe của tỷ tỷ, nàng hốt hoảng, nước mắt cũng muốn trào ra, không khí trên đỉnh núi lặng im đến quỷ dị, tất cả mọi người nhìn bóng lưng của Vương Diêm mà sắc mặt trở nên phức tạp, ai, thật là phiền phức. Nhìn bầu không khí vô cùng ngột ngạt này, Lâm Động khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa trán, dường như hắn chần chừ một chút rồi bước ra, soạt, cũng vào lúc hắn bước ra, vô số ánh mắt ở xung quanh đó lập tức đổ về phía hắn, thậm chí ngay Ứng Tiếu Tiếu. Ứng Hoan Hoan cũng quay sang nhìn hắn. Vương Diêm sư huynh, điện thí vẫn chưa kết thúc, giờ huynh đi hình như hơi sớm. Trước bao ánh mắt nghi hoặc của mọi người, gã thanh niên gầy gò nhún vai như bất lực, rồi giọng hắn vang lên trong không trung. Sự im lặng bao phủ toàn bộ đỉnh núi,
vô vàn những ánh mắt kinh ngạc, nghi hoặc dừng lại trên gã thanh niên vừa bước ra. Lâm Động sư đệ, đừng kích động. Mấy người bàng thống đều sững người, rồi vội vàng nói, tuy trận đấu giữa Lâm Động và Thanh Diệp khiến bọn họ rất không phục hắn, nhưng Thanh Diệp thì không thể sánh được với Vương Diêm, ngay cả Ứng Tiếu Tiếu cũng bại trong tay hắn, Lâm Động tuy mạnh nhưng sao có thể làm được gì hắn. Lâm Động nhìn bọn họ nhún nhún vai, hắn cũng không muốn tự nhiên lại đi đối chiến với người như Vương Diêm, nhưng cục diện lúc này hắn không thể không làm thế, hắn không hề muốn tỏ vẻ anh hùng. Chỉ là giờ hắn cũng là đệ tử đạo tông, hắn không muốn tông phái hắn có cảm tình này lại bị tổn thất khó bù đắp vì những hành động lỗ mãng của Vương Diêm. Hoặc hắn cũng không muốn nhìn thấy nàng thiếu nữ đáng yêu thường ngày hoạt bát, đem lại sức sống cho tháng ngày tu luyện khô khan của rất nhiều đệ tử, lại có dáng vẻ buồn bã khiến người khác phải đau lòng như vậy, đương nhiên hắn biết không chỉ hắn nghĩ như thế. Giữa đống đổ nát, Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan cùng sững sờ nhìn Lâm Động. Ứng Hoan Hoan cắn môi, chần chừ một chút rồi nói, Lâm Động đừng làm bừa, huynh ấy mạnh lắm. Giờ còn lựa chọn nào khác sao? Lâm Động nhìn nàng, cười nói, Ứng Hoan Hoan trầm mặc. Lúc này Ứng Tiếu Tiếu đứng dậy, nhìn Lâm Động rồi khẽ nói, làm hết sức mình, cẩn thận một chút. Nàng biết, trong số đệ tử đạo tông hiện giờ, ngoài nàng ra, người duy nhất có thể tạo chút trở ngại cho Vương Diêm có lẽ chỉ còn Lâm Động, người này dường như từ đầu chí cuối vẫn chưa lộ hết lực chiến đấu. Tuy nàng biết Vương Diêm hung hãn, nhưng Lâm Động hiện giờ có lẽ là người duy nhất có thể giao tranh với hắn. Lâm Động khẽ gật đầu, thân hình khẽ động rồi đáp xuống đài đấu, mắt nhìn thẳng về phía thân ảnh đeo trọng kiếm, người không phải đối thủ của ta. Lúc này Vương Diêm cũng dừng bước, nhưng hắn không quay lại, chỉ dùng giọng khàn khàn nói, dù thế nào cũng phải thử chứ phải không. Lâm Động cười, nói, Vương Diêm khựng lại một chút, rồi chậm chậm quay lại. Nhìn chăm chăm Lâm Động, ánh mắt sắc lạnh như đao tỏa ra một thứ khí tức hung sát hung tàn, thế nhưng sắc mặt Lâm Động không hề thay đổi, ngược lại nụ cười càng trở nên sắc lạnh hơn. Hắn khác với các đệ tử khác của đạo tông, đúng là Vương Diêm đã trải qua vô số trận chiến sinh tử, nhưng Lâm Động hắn cũng có thể coi là người bò ra từ đống người chết, bao năm nay, hắn cũng đã trải qua không ít trận huyết chiến. Vương Diêm muốn dùng khí thế áp chế hắn thì có lẽ đã nhầm người rồi. Vương Diêm nhìn thẳng Lâm Động, sự lạnh lùng trên gương mặt Lâm Động khiến hắn có chút kinh ngạc, trầm mặc một chút, nói, nếu ngươi đã kiên trì vậy thì tùy ngươi, nhưng vẫn là câu nói ấy, ta sẽ không nương tay đâu, vừa hay, ta cũng vậy. Lâm Động cười, rồi hắn nhìn lên chỗ ngồi phía trên cao. Khi thấy hắn nhìn, mấy vị điện chủ Trần Chân, Tề Lôi nhìn nhau, cuối cùng nhìn về Ứng Huyền Tử. Ứng Huyền Tử nhìn chăm chăm Lâm Động một lát, rồi dường như khẽ cười, gật đầu. Mấy người Trần Chân thấy Ứng Huyền Tử gật đầu mới thở vào, rồi Trần Chân đứng dậy, nhìn xung quanh, trầm giọng nói, đây sẽ là trận tỷ thí cuối cùng của liệt thí. Người chiến thắng sẽ đạt quán quân cuối cùng, đồng thời giành quyền chỉ huy các đệ tử trong cuộc so tài tông phái sắp tới. Nếu đã sẵn sàng thì bắt đầu đi. Sau khi Trần Chân dứt lời, không khí lập tức như đông cứng lại, xoẹt, nhưng điều đó chỉ diễn ra trong vài giây, ngay sau đó một thứ sát khí kinh người bùng phát. Chỉ thấy Vương Diêm biến thành một đạo tàn ảnh, trọng kiếm nằm trong tay hắn, thân kiếm nhằm thẳng cổ họng Lâm Động mà đâm tới. Vào khoảnh khắc Vương Diêm động thủ, Lâm Động vốn đã đề phòng cũng phải nheo mắt, chân dẫm lên mặt đất, thanh quang bùng phát, hai cánh tay cuồn cuộn biến thành hai long thủ uy mạnh. Bàn tay nắm lại, một gốc cây khổng lồ màu đen hiện ra, thanh quang trên cánh tay cuộn trào, sức mạnh bùng phát toàn bộ, Lâm Động cầm thân cây kia chém xuống, keng, trọng kiếm đánh lên thân cây, kình phong mạnh mẽ bùng nổ, thanh quang trên tay Lâm Động nhấp nháy chống lại kình khí đang xâm thực cơ thể, ngay sau đó, ánh mắt hắn lạnh hẳn đi, hắn bước ra, thân thể quay nửa vòng, chân phải tung ra, bình. Vào khoảnh khắc chân phải tung ra, thanh quang nơi chân lan tỏa biến thành long cước, rồi đem theo sức mạnh cuồng bạo khó lòng hình dung tung thẳng về phía ngực Vương Diêm. Sức mạnh của một cước này của Lâm Động vô cùng khủng bố. Thanh Diệp trước đó đã bị đòn này của hắn phá vỡ lớp phòng ngự, thậm chí Linh Bảo Thiên Cấp cũng bị đánh trở lại về trong người. Lần này Lâm Động không hề có ý khởi động thăm dò thực lực đối thủ, vừa ra tay là công kích vô cùng hung hãn, vì hắn biết Vương Diêm là đối thủ khó nhằn, bất cứ sự thăm dò nào đều vô ích. Năng lượng đáng sợ từ một cước của Lâm Động khiến không khí cũng như mặt đất vỡ tan, rồi chân hắn nhanh chóng đánh thẳng lên ngực Vương Diêm. Một âm thanh trầm đục vang lên, mắt Vương Diêm ngưng tụ hung quang, hắn cũng cảm nhận được sự lợi hại từ Lâm Động, hắn cũng không có ý coi thường, người như hắn lúc nào cũng phải thận trọng, nếu không thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Hắc sát quyền. Trọng kiếm của Vương Diêm chặn thân cây Lâm Động giáng xuống, bàn tay khác nắm lại thành quyền, một luồng hắc quang bùng phát trên cánh tay, rồi hắn tung quyền, quyền này của Vương Diêm cũng không có thanh thế gì lớn, nhưng quyền phong mang sát ý vô cùng đậm đặc, thứ sát ý ấy lạnh lẽo cực hạn, ập tới như vũ bão, binh, hắc quyền đấm lên bàn chân phủ đầy long lân của Lâm Động.
Thanh quang và hắc quang gần như đồng thời bùng nổ, tựa hai con ác lang hung tàn đang điên cuồng xâm thực lẫn nhau. Rầm rầm rầm, nơi hai người đứng, mặt đất sụt lở, vô số vết nứt khổng lồ lan ra như mạng nhện, cả mặt đất dường như muốn sụp đổ. Ánh mắt Lâm Động lạnh băng, thấy công kích hung hãn như vậy vẫn bị Vương Diêm chặn đứng, hắn nheo mắt rồi thu lại luồng kình phong. Cũng vào lúc ấy, chiếc long cực uy mãnh một lần nữa tung ra cùng với vô số tàn ảnh và tiếng gió rít nhanh như chớp tấn công về phía Vương Diêm. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.